Thưa quý vị, với hy vọng giải quyết được tình trạng thiếu nơi ở cho người dân, thì hai dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô là hơn 1.000 căn hộ và nhà liền kề ở Bình Dương vừa được Sở Xây dựng tỉnh công bố thông tin với giá bán là từ 8 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể là dự án nhà ở xã hội an sinh tại khu đô thị Sinh Thái Tránh Mỹ giai đoạn 1, phường Tránh Mỹ, thành phố Thủ Dầu 1, được xây dựng trên diện tích hơn 27.600 mét vuông, quy mô 4 khối nhà trung cư cao 12 tầng với tổng số là 978 căn trong đó thì có 818 căn hộ để bán và 162 căn hộ để cho thuê. Dự án thứ hai là khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở thu nhập thấp Hoàng Gia, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, do công ty trách nhiệm hạn đầu tư và xây dựng Hoàng Gia Phúc làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng trên diện tích 21.370,8 m2, quy mô là 82 căn nhà ở liền kề. Giá bán công khai tại đây là 8 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế VAT và cả phí bảo trì.